Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai, em gái tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Một trong những cái tuổi mà người ta nói rằng là quý của nữ thì sẽ đa phần nữ Quý Dậu là những cô nàng mảnh khảnh, xinh tươi, có cái mệnh Long Vũ lại nắm chữ quý là của quý nhân, quý tướng, quý phái, cho nên là thường là đẹp mã. Và rất là biết cách chăm chút bản thân, người Quý Dậu. Rất biết chăm chút bản thân, làm đẹp cho bản thân, cho nên là người Quý Dậu của mình là được gọi là cái gì, nổi trội ở mọi lúc mọi nơi. Thí dụ như đứng ở trong đám đông thì luôn luôn tỏa ra một cái vẻ gì đó hào nhoáng nhất định. Tuy nhiên nam của Quý Dậu thì không được may mắn như các em nữ với cái chữ quý, thì người ta gọi là trai nhâm gái quý. Trai mà nắm chữ quý thì khá là lận đận về tình duyên, khó định duyên, hoặc là có số đào hoa quá nhiều, cho nên là thường là rắc rối ở trong tình cảm. 6 tháng đầu năm kỷ hợi 2019 thì anh không có dịp làm đến cái tử vi của tuổi Quý Dậu, thì cho nên là hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng 6 thì anh sẽ làm cái vận hạn 6 tháng còn lại của năm Quý Hợi 2019 đối với tuổi Quý Dậu. Một trong những cái tuổi mà có thể nói là năm nay rơi vào 3 năm tam tai đó. Tỵ Dậu Sửu 3 năm mà chịu tam tai. Năm nay thì người tuổi Tỵ chịu nặng, năm tới mới là người tuổi Dậu, và năm tới thì cũng người tuổi Sửu. Tuy nhiên là do quý, do là chữ Dậu của các em nắm luôn chữ quý, mà chữ kỷ của năm nó khác chữ quý, cho nên là dù rằng chưa phải tam tai năm nặng, nhưng mà rõ ràng là từ đầu năm đến giờ các em Quý Dậu không phải là những người thành công ở trong cuộc sống, có những cái chuyện trục trặc rất là khó chịu, đặc biệt là các em nữ với sao Thủy Diệu chiếu mạng có nhiều cái chuyện buồn phiền. Nam thì tốt đẹp hơn, là được cái sao Mộc Đức, một cái phúc tinh đem lại may mắn, danh lộc, trong hanh thông trong công việc. Tuy nhiên là sao Mộc Đức là thuộc Mộc, trong khi mình là thuộc Kim, lại là Kiếm Phong Kim nữa, cho nên mệnh của mình khắc cái sao, cho nên thực chất ra cái sao này cũng không đủ khả năng để mà khống chế, để mà kéo chữ kỷ khắc chữ quý ảnh hưởng đến công việc của mình, cộng với lại bước vào những cái tam tai, cho nên là người Quý Dậu từ đầu năm tới giờ thì có vẻ là không được suôn sẻ lắm ở trong cả cái công việc làm ăn cũng như là cái gia đạo. Nam mạng á, thì hạn của năm lại là chiều hạn hình tiền, tức là hạn dễ có bệnh nặng, rồi còn nữ á, thì là hạn tóm tập gây trở ngại va vấp, cho nên có nhiều chuyện buồn phiền. Vận niên á, thì là được một cái vận niên tốt đẹp, đó là vận niên Kê Giáp Viên, gà về vườn, có thể nói là một cái vận niên ngon lành. Tuy nhiên là xét tổng năm thì với tam tai của địa chi cộng với lại thiên can bị tương khắc kỷ khắc quý thì khó mà có chuyện vui vẻ trong gia đạo và mọi chuyện ở trong cái công việc của mình. Mọi người, thí dụ như các em đi làm ở ngày thì cũng tệ lắm, cũng đã có 2-3 năm kinh nghiệm đi làm, nhưng mà đi làm rồi tự nhiên mấy năm trước không sao, mấy năm nay tự nhiên mình bị gặp vấn đề khó khăn buồn phiền, không có được ngon lành lắm. Tuy nhiên đây chưa phải là năm nhiều cái xung khắc đâu, năm Canh Tí tới mới là năm kinh khủng đối với tuổi Quý Dậu của các em. Thôi thì bây giờ mình bàn sơ vậy thôi, bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết, đó là vận hạn 7 tháng còn lại của năm kỷ hợi 2019. Thì hôm nay là tháng 6, tháng 6 âm lịch của năm kỷ hợi 2019 là tháng Tân Mùi. Như vậy thì tháng Tân Mùi là thuộc thổ, như vậy là xét về mệnh là giới Kiếm Phong Kim của mình gặp tháng thổ thì là thổ sinh kim, bổn mạng được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt, các cái phúc tinh tài tinh nhờ bổn mạng mình tương sinh thì sẽ được phát sáng, phát huy cái tác dụng tối đa của mình, đẩy lùi phá và bại tinh, đặc biệt đẩy lùi cái chuyện mà cái sao Thủy Diệu nó khống chế cái sao Thủy Diệu một tí xíu của các em nữ, cho nên là sẽ bớt gây chuyện buồn phiền. Thiên can á thì chữ quý và chữ tân là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của tân là kim, nạp âm của quý là thủy, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, kim sinh thủy, cho nên có thể sinh tài lộc, công việc hanh thông hơn, sinh tài lộc tốt hơn. Còn về mặt địa chi, Mùi với Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tính khác nhau.
như vậy thì tốt đẹp. Như vậy rõ ràng đối với cái tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi của năm Kỷ Hợi 2019 thì báo hiệu sẽ có nhiều cái điều tích cực vui vẻ, đặc biệt là với các em nam với cái sao Mộc Đức chiếu mạng may mắn đem lại danh lộc tốt. Cái tháng Tân Mùi ở trong năm nay thì nó được một cái lợi là một cái tháng khá là lạnh. Cung tài bạch năm nay thì an tại tháng Ngọ, tức là cái tháng vừa rồi, tháng Canh Ngọ vừa rồi, nhưng mà do là các em là người chịu tâm ta cho nên là tháng vừa rồi cũng không thấy tài lộc bao nhiêu. Giờ qua tháng này là một tháng khá lành, khá êm đẹp về mặt tử vi, thì hy vọng rằng là tháng 6 này sẽ là một cái tháng có tiền tài, nhưng mà đừng mong chờ nó quá lớn ha. Rồi đó là tháng 6. Tiếp tục đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 7 âm lịch đó thì là tháng Nhâm Thân, mà tháng Nhâm Thân thì là thuộc kim. Mà tháng Nhâm Thân người ta gọi, người Phật giáo thường gọi là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, tháng mà âm sẽ thịnh hơn dương, âm thịnh dương sẽ suy, cho nên là người mà yêu yếu bóng vía, đặc biệt là mấy cô mà quý dậu này sợ ma ghê lắm, thì coi chừng cẩn thận ha, gặp chuyện xui thì cứ đổi cho tại tháng cô hồn đi cho nó chắc cú ha. Nhưng mà để xét xem coi là có phải là mình gặp chuyện xui hay không, hay là tháng Nhâm Thân tháng này nó tốt đẹp với mình. Thì đầu tiên hết xét về trụ mệnh thì Nhâm Thân là kim, quý dậu cũng kim, cho nên là kim đồng hàng bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề về bổn mạng, về sức khỏe. Thiên can chữ Nhâm với chữ Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi, cả Nhâm lẫn Quý thì đều là nạp âm ngũ hành thủy, cho nên tiếp công việc tiếp tục tốt đẹp, không có lắm cái sự rắc rối buồn phiền, thậm chí là có tài lộc nếu như kết hợp với cái sao Mộc Đức của các em nam. Địa chi Thân Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Như vậy thì tiếp tục là tốt đẹp. Về gia đạo, về các mối quan hệ trong gia đình, tốt. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 8 năm nay là tháng Quý Dậu luôn. Người ta nói năm sinh tháng tuổi, chắc chắn rằng là với cái tháng tuổi này nó sẽ ẩn chứa nhiều điều đặc biệt hơi khó khăn đối với tuổi của mình, nhất là về phần gia đạo. Các em nữ với cái sao Thủy Diệu chiếu mạng, sao Thủy Diệu thì lục hành thủy, kim thì sinh thủy nữa, cho nên bổn mạng của mình lại sinh xuất. Rồi bổn mạng của mình là kim khắc cái năm bình địa mộc, cho nên là bổn mạng của mình nó yếu và nó hay lôi ba nhiệm chuyện thị phi tai tiếng vào cái năm tam tai. Thì đã nói tam tai thì mình phải nói rằng tam tai nó có ba cái mà chắc chắn sẽ mình đó: tai nạn, tai ương và tai tiếng. Tai tiếng tức là thị phi đó, cho nên là không thể tránh đâu. Thôi kệ nó, nếu là các em Quý Dậu mà có gia đình lỡ bị chồng hay là bà già chồng hay là chị em chồng nói chuyện gì đó không tái tai vưỡi, không phải chuyện của mình, thì tốt nhất nếu mà xảy ra trong tháng 8 thì im lặng để mọi chuyện nó qua đi một cách tốt đẹp nhất. Chứ còn nếu mà các em có càng chống chế thì các em lại càng rơi vào cái chuyện khó khăn và thị phi thôi. Rồi tiếp tục đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 là tháng Giáp Tuất. Thì tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi này là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sẽ khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe. Khi tháng mà khắc bổn mạng rồi, năm thiên can mạng của mình năm khắc quên mình khắc năm nữa, thì chắc chắn rằng bổn mạng sẽ có phải vấn đề. Và khi mà tháng khắc bổn mạng thì phúc tinh và tài tinh sẽ không có lợi, mà sẽ bị che mờ đi. Và che mờ thì phá và bại tinh sẽ hoàn thành, cẩn thận những cái việc nó không đáng có, nhất là cái tam tai mình đã mới kể ở trên, nó sẽ hoàn thành cho các em nữ với cái sao Thủy Diệu chiếu mạng. Thiên can Giáp Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc nếu đúng ra thì cũng chẳng có cái việc gì mà quá lớn lao. Tuy nhiên là nên nhớ Quý là nạp âm ngũ hành là thủy, Giáp là mộc, cho nên là thủy sinh mộc, bản thân của nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên là dễ sản ra hao tài tổn của. Đặc biệt các em nam đừng có ỷ lại mình có sao Mộc Đức mà thấy mình cũng có nhiều cái sự may mắn từ đầu năm, mà cương ở trong tháng 8, tháng 9 là sẽ lên bác sĩ cường như trời ha. Địa chi Tuất Dậu là thuộc nhóm tương hại, ý nghĩa của tương hại là sự cản trở nhau trong cuộc sống,
À, như vậy thì địa chi như thế này thì chắc chắn gia đạo sẽ có chút xào xáo khó khăn, chứ không phải đơn giản. Như vậy tháng 8, tháng 9 là hai tháng phải chú nhiều tới gia đạo, đặc biệt là tháng 8 ha. Tháng 9 cũng chưa hết, cũng tiếp tục sẽ đem đến sự buồn phiền cho các em, quý dòng nữ mạng. Các em nam mạng thì đỡ đần hơn một chút xíu, tuy nhiên là với sao Mộc Đức thì cũng đừng mong nó tốt đẹp nhiều thứ quá với người mệnh kim ha. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 10 là tháng Ất Hợi, năm Hợi gặp tháng Hợi để xem coi là tốt với mình hay không. Mà tháng Ất Hợi thì thuộc hỏa rồi, như vậy là cũng giống tháng 9, tháng Giáp Tuất là mình bị hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe và bổn mạng của mình. Hai tháng liên tiếp bị hỏa nó khắc thì chắc chắn bổn mạng của các em sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhớ cẩn thận. Các em nam thì có cái nạn huỳnh tiền là phòng bệnh nặng, thì hai tháng này đặc biệt là tháng 10 thì nhớ cẩn thận, bệnh nạn của mình là có cả cái tai nạn, hạn huỳnh tiền trong đó nó tiềm ẩn cái tai nạn, chứ không phải là sao Mộc Đức chỉ tốt về việc làm ăn, về may mắn thôi, chứ còn không có tốt cho bổn mạng ha, cho nên không có làm, không có ý nghĩa gì với bổn mạng hết, cho nên là nhớ cẩn thận bổn mạng ở trong cái tháng 10. Thiên can chữ Ất quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục nạp âm ngũ hành của giáp Ất là mộc, cho nên là quý của mình là thủy, thủy sinh mộc, cho nên tiếp tục là một tháng sinh xuất về nạp âm ngũ hành, coi chừng tốn kém ở trong công việc, tốn tài ha. Các em nam nhiều khi thì có sao Mộc Đức thì có thể tốn tài, nhưng mà tốn tài ở trong chuyện đầu tư, hoặc là mình đưa ra đầu tư hoặc là cho mượn gì đó, mình chắc chắn là mình sẽ lấy lại được ha. Rồi địa chi Hợi Dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, tốt đẹp. Hợi là thủy, Dậu là kim, cho nên nạp âm ngũ hành của địa chi là tương hợp, có thể nói là tốt đẹp về mặt địa chi. Như vậy gia đạo tiếp tục tốt đẹp ở trong tháng này, không có như tháng 8 và tháng 9. Gia đạo ở trong tháng này thậm chí có nhiều điều có niềm vui. Nếu mà các em nữ với cái hồng loan và hoa cái ở trong mệnh của mình, trong tử vi cả năm của mình, thì rất dễ thai nghén ở trong cái thời điểm này. Nếu như các em thai nghén ở đây và đẻ qua năm Canh Tý thì các em đã đỡ được cái phần xui rủi ở trong năm Tam Tai rất rất là nhiều ha. Và nhưng mà nếu mà con mà nếu mà rơi con mà đẻ vào Canh Tý, nếu mà đẻ con trai thì nó tốt đẹp hơn, con gái có chữ Canh mà gặp Canh Tý thì nó dễ dễ bị cô lập lắm ha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng tháng Chạp đó, cũng là tháng Đinh Sửu. Mà tháng Đinh Sửu, mình sẽ phải nói tới tháng 11 trước. Tháng 11 của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Bính Tý, mà tháng Bính Tý là thủy, như vậy mệnh là kim sinh thủy, bổn mạng bị sinh sức, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng bổn mạng. Tháng này đỡ hơn tháng 9, tháng 10 là ở một chỗ là mình mới sinh xuất thôi, chứ không phải bị tương khắc tháng, cho nên bổn mạng cũng có yếu đi, chứ không có đến nỗi. Thì bổn mạng của tháng 11 này thì chỉ bị gọi là suy yếu chứ không có nguy nan ha. Rồi thiên can quý bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc tiếp tục không có vấn đề, đặc biệt sẽ có tốt đẹp đối với những cái em nam, vì thiên can không có tương khắc này. Địa chi Tý Dậu, Tý Ngọ Mèo Dậu nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên nó nằm xa nhau, cho nên có thể nói rằng đó là cái sự xung khắc nó không quá lớn, cho nên cái gia đạo có xào xáo có đấy nữa thì nó cũng không có quá lớn, chỉ là chuyện nhỏ nhặt và mình sẽ sớm vượt qua nó thôi. Tốt đẹp như vậy, tháng Bính Tý cũng tiếp tục là một tháng phải đề phòng cái bổn mạng, tuy nhiên nó nhẹ nhàng hơn cái tháng 9 và tháng 10. Tháng 12 của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Chạp đó, thì là một tháng Đinh Sửu. Tháng Đinh Sửu tiếp tục là một tháng thủy, như vậy sẽ giống như tháng 11 là bản mệnh được kim sinh thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng.
À, như vậy thì cũng có cái hay ho của cái bổn mạng à, phải cần để ý giống giống tháng 11 ha. Tuy nhiên thiên can thì không tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Vì chữ quý của quý dậu của các em khắc chữ đinh. À, gọi là thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm, cẩn thận cái việc mất mát tiền tài đối với các em nữ gây chuyện buồn phiền. Thậm chí là ví dụ như mà các em nữ mà quý dậu mình làm kế toán rồi ha, cẩn thận cái tháng này ha, coi chừng ký tá giấy tờ không có không khéo là bị đền tiền vướng lao lý kiện tụng. Các em nam cũng phải cẩn thận, dù rằng có sao mộc đức thì cái tháng mà bị quý khắc đinh này thì cẩn thận một chút xíu vẫn tốt hơn. Tuy nhiên là do là chữ quý khắc chữ đinh có trục chặt chút chắc thì cuối cùng mình cũng rút lại được, mình giải quyết được. À, rồi địa chi Sửu gặp Dậu ha là tam hợp tỵ Dậu Sửu là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả các mối quan hệ trong công việc. Như vậy thì hy vọng với cái tam hợp của địa chi cộng với cái mệnh có quý nhân giúp đỡ của mình do nắm chữ quý thì nếu gặp rắc rối trục trặc vẫn có quý nhân thò tay ra mà cứu đỡ cho mình ở trong công việc, các mối quan hệ của mình sẽ cứu đỡ cho mình. À, như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 7 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với người nam mạng cũng như nữ mạng tuổi Quý Dậu. Có khá nhiều điều không tốt đẹp ở trong cái năm nay đang chờ đón nam cũng như là nữ, nữ thì nhiều hơn với cái sao Thủy Diệu chiếu mạng. Hy vọng rằng mình mới vừa tổng hợp những cái thông tin này sẽ giúp cho mọi người làm cái hành trang nhỏ bên cạnh những cái quyết định, những cái gọi là kinh nghiệm sống của mình, đức năng của mình kết hợp với những cái nhận suy đoán này để đưa ra một cái nhận định tốt để có được cái năm đầu của tam tai một cách không quá thất bại đúng không? Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và đặc biệt là chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Quý Dậu biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của người thân, bạn bè hoặc là cha mẹ của các bạn. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.